Tử vi thứ 3 ngày 17 tháng 1 năm 2016 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Dần có một ngày thứ 3 gặp thực thần hiền lành, ôn hòa và rộng rãi với tất cả mọi người. Bạn đối đãi với ai cũng chân thành, thật tâm nên được quý mến. Còn các con giáp khác chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 3 của người tuổi Tý là một ngày hanh thông đủ đường khi mà tam hợp ghé thăm. Đặc biệt lĩnh vực tài lộc có khởi sắc rõ rệt. Dù đang công tác trong bất cứ ngành nghề nào thì cũng cứ yên tâm rằng thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm. Người làm công việc lĩnh lương hàng tháng cố định thì nhận được tin vui liên quan tới tài chính hoặc có thêm một khoản thu nhập bên ngoài. Với người kinh doanh thì đây là cơ hội tốt để bản mệnh phát triển quy mô, đầu tư thêm vào dự án của mình. Sức khỏe người tuổi Tý tương đối ổn định nhưng ngày thủy thổ bất hòa, tránh ăn đồ lạnh hoặc thực phẩm sống như gỏi, kẹo bị đau bụng, tiêu hóa kém, rất dễ phải nhập viện. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu tính cách vững vàng và ôn hòa, nhưng có vẻ như thương quan không muốn để bạn yên, không những cản trở tới kết quả của những việc bạn đang tiến hành mà hung thần này còn gây khó dễ cho chuyện tình cảm của tuổi Sửu. Đặc biệt với nữ mệnh thì thương quan sẽ là rào cản lớn để bạn tiến tới với người mà mình có cảm tình. Dù tình trong như đã, mặt ngoài còn e, thì giữa hai bạn vẫn luôn có những chuyện bất ngờ, ngăn không cho tiến thêm bước nữa. Ngày thổ khí vượng, bản mệnh bảo thủ cố chấp nhưng đối lại với thương quan lại khá có lợi vì thổ tính mạnh mẽ, vững chãi, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, sóng gió mà không lùi bước hay nhụt chí. Tuổi Dần. Hôm nay người tuổi Dần có một ngày thứ 3 gặp thực thần hiền lành, ôn hòa và rộng rãi với tất cả mọi người. Bạn đối đãi với ai cũng chân thành, thật tâm nên được quý mến. Khi có việc gì đó cần giúp đỡ, người tuổi Dần cứ mở lời, sẽ có người sẵn sàng giúp ngay. Nhưng không hiểu sao với người ngoài, bạn lại hòa nhã và tốt tính là thế, mà lại luôn khắc khẩu với cha mẹ. Hai thế hệ với hai quan điểm hoàn toàn khác nhau, chưa tìm ra cách dung hòa, nên chỉ chuyện nhỏ cũng có thể tranh luận rất gay gắt. Bản mệnh Dần nên tiết chế cái tôi cá nhân và có sự thức tỉnh trưởng thành hơn đối với các vấn đề gia đình. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu bình tĩnh và thực sự muốn. Bạn có cách nghĩ riêng nhưng không thể phủ nhận cha mẹ là những người rất giàu kinh nghiệm sống. Tuổi Mão. Người tuổi Mão đón ngày có chính quan rất có lợi cho công danh. Bạn tính tình cương trực, thẳng thắn, làm việc trách nhiệm nên được đề bạt là hoàn toàn xứng đáng. Không ai chê trách hay bàn tán được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, mặt trái của chính quan là cứng nhắc và không đủ linh hoạt. Đây là điểm yếu mà những phe cánh đối lập luôn tận dụng để gây khó dễ cho tuổi Mão. Hãy mở rộng tư tưởng và đối xử tốt hơn với người cấp dưới để thu phục lòng người, gây dựng thế lực cho mình. Mão Thìn tương hại, dù đã có vị trí nhưng đừng lơ là đồng nghiệp. Họ có thể sẽ nhanh chóng tìm mọi cách để hạ bệ bản mệnh, leo lên chức vụ mà bạn đang nắm giữ. Nguyên tắc là không quá tin tưởng ai, cũng không quá nâng đỡ ai. Hãy làm việc công bằng và cẩn trọng. Tuổi Thìn. Hôm nay người tuổi Thìn gặp ngày Thìn tự hình, tự tạo áp lực lớn cho bản thân. Bạn là người mạnh mẽ, có chính kiến và định hướng, nhưng không nên kỳ vọng lớn, ép mình đạt được mục tiêu vượt ngoài khả năng, như vậy sẽ nhanh chóng thất bại và nản chí. Ngày thổ khí vượng, chú ý bệnh dạ dày và tiêu hóa. Ngoài việc sinh hoạt điều độ, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, thì tuổi Thìn còn phải giải tỏa tâm lý, stress, cũng như một trong những nguyên nhân khiến dạ dày đau và tổn thương. Tình cảm tương đối tốt, dù chỉ là thăm hỏi xã giao bên ngoài, nhưng ít nhất đó cũng là nguồn động viên để tuổi Thìn không cảm thấy chỉ có một mình. Hãy tích cực giao lưu, kết bạn và gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ hỏa tính mạnh, tiêu hao cho ngày nên không khỏe lắm. Nếu bạn phải đi xa làm hoặc di chuyển nhiều thì nên chuẩn bị thật kỹ càng trước khi lên đường, tránh gió lùa hoặc bụi bẩn khiến hệ hô hấp tổn thương, sức đề kháng giảm sút. Thiên ấn lâm mệnh, đây là ngày bạn phát triển quan hệ xã hội nhiều và rộng. Những người mà bản mệnh gặp gỡ đều sẽ giúp ích trong quá trình bạn làm việc hoặc trong đời sống cá nhân, có thể coi đây là tín hiệu mừng trong năm 2017. Mua sắm chuẩn bị Tết là thú vui của tuổi Tỵ, cả ngày đi làm đi học, tối về bạn lại tíu tít đi dạo phố hoặc xem các trang mua hàng trực tuyến, quả nhiên là không khí Tết đã đến với bản mệnh thật rồi. Tuổi Ngọ. Chính quan gặp kiếp tài, tuổi Ngọ muốn đạt được mục đích thì phải xuất hầu bao, điều này là tất nhiên. Khoản chi này khá lớn, dù tiếc nhưng không thể không bỏ ra, chắc chắn sẽ có hồi đáp nên không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, chính quan tương đối gây sự chú ý nên bản mệnh phải thận trọng, không phô trương lộ liễu,
kẻo người khác gièm pha bàn tán, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín, làm việc thận trọng, không tiết lộ cho nhiều người thì tuổi ngọ có cơ hội thăng tiến hơn trong năm nay. Sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh phải khắc phục để không ảnh hưởng tới công việc. Bạn nên có phương án điều trị các căn bệnh hiện có, vận động nhiều hơn để nâng cao thể trạng, ăn uống khoa học, tự nhiên cũng là một cách để chữa bệnh và dưỡng sinh. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi làm việc trách nhiệm và đáng tin, tuy nhiên tính cách không linh hoạt, không cập nhật nên khó tiến thân. Hôm nay bạn có thể ở vị trí tốt, nhưng nếu mãi hài lòng với nó thì sẽ nhanh chóng tụt hậu, hãy tìm cách để cải thiện. Thổ khí mang tới những căn bệnh về dạ dày khiến cả người khó chịu. Người tuổi Mùi nên giảm bớt cường độ công việc để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh gây áp lực quá lớn tới cơ thể. Chuyện tình cảm tiến vào giai đoạn bình ổn và vững chắc. Có lẽ qua những điều đã trải qua với nhau thì hai bạn đã thực sự trưởng thành, thấu hiểu và sẵn sàng chung đường trong tương lai. Năm tới là năm tốt để bản mệnh kết hôn. Tuổi Thân. Ngày hôm nay tuổi Thân có sự hòa hợp về tình cảm. Người đã có đôi được tam hợp vượng duyên thúc đẩy để có cơ hội vun đắp, yêu thương nhiều hơn. Người độc thân có tam hợp xe duyên, có cơ hội tìm được người ưng ý. Chuyện tình cảm của bạn không chỉ dừng lại ở việc có đôi hay cô đơn, mà đã tiến tới sự tự chủ. Dù đang yêu hay chưa yêu thì người thân cũng rất độc lập, hiểu được vị trí, giá trị của bản thân nên hành xử đúng mực, sống vui vẻ và hạnh phúc. Công việc vẫn trôi chảy đều đặn. Cuối năm có bận hơn nhưng người tuổi Thân vẫn đảm đương tốt. Đó là tín hiệu mừng cho thấy bạn đã thực sự chú tâm và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, không lơ là như thời gian trước. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu gặp Tỷ Kiên, đây vừa là hung thần nhưng cũng là cát thần. Nếu biết vận dụng thì Tỷ Kiên rất có lợi cho sự nghiệp bởi cá tính cương trực, mạnh mẽ, dũng cảm, có chí tiến thủ. Nhưng Tỷ Kiên cô độc, khó hòa nhập, dễ khiến người khác ghét. Người tuổi Dậu cố chấp nên mối quan hệ với người thân khá tệ, đôi bên lạnh nhạt, ít gần gũi. Tuy không xảy ra tranh chấp, tranh cãi nhưng khiến chiến tranh lạnh kéo dài còn đáng sợ hơn. Người tuổi Dậu nên có suy nghĩ mới mẻ để hóa giải ảnh hưởng của Tỷ Kiên lên tình cảm gia đình. Nếu thực sự chưa tìm ra cách thì hãy nhờ tới sự giúp đỡ của người khác đứng ra giàn hòa, sẽ dễ nói chuyện hơn. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có một ngày thứ ba Thìn Tuất tương xung nên không giữ được tiền, dù làm ra nhiều cũng không giữ lại được bao nhiêu. Vì thế khoản tiết kiệm của bạn mệnh ít, hầu như không đáng kể, khá đáng lo khi Tết đang đến gần. Ngoài việc tiêu pha thì vận trình công việc người tuổi Tuất cũng khá tốn kém. Đó là các khoản xã giao, chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ. Tính ra bạn bỏ nhiều công sức cũng không thu về cho chính mình được bao nhiêu. Tuổi Tuất hãy quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè. Những mối quan hệ công việc hãy dừng lại sau khi hết giờ làm, đừng để nó lu mờ các quan hệ thực chất của bạn. Tuổi Hợi. Tử vi thứ ba, người tuổi Hợi có kiếp sát khá nguy hiểm, cần đề phòng tai nạn xe cộ, tai nạn bất ngờ hoặc những va chạm không đáng có. Tuy nhiên, nhờ thực thần hóa giải, chế ngự nên không quá đáng ngại, cứ bình tĩnh và cẩn thận hơn. Thực thần là các thần hòa nhã, tốt tính lại phúc đức. Tuổi Hợi gặp bạn hiền, đi đâu cũng được giúp đỡ, ít khi phải tự mình giải quyết khó khăn. Đây là niềm vui cũng là may mắn mà không phải ai cũng có được, hãy cố gắng trân trọng. Càng gần cuối năm, số tiền bạn tiêu càng nhiều khiến tình hình tài chính không khả quan. Có sát nên dù sao cũng không thể tránh được việc của đi thay người. Mất mát tiền bạc, hao tổn tiền tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi cổ lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau cổ lịch ngày tốt.